khoan nào, đếm đến ba, giờ mở cùng nhau nhé. Wow, kẹo ấm hút đồ chơi này. Mấy cái kẹp này vui ghê á. Ấn chúng nó cùng lúc nào. Thích cái đấy, vui ghê. Nhưng giờ phải ăn kẹo rồi. Của tớ lại bị dâu, vị yêu thích của tớ đó nha. Tớ không biết là trong này còn có kẹo luôn á. Không biết vị của mình là gì nhỉ. Vị Coca nè, mùi y như nước ngọt Coca-Cola luôn, thích quá đi. Ơ, cái này xuất hiện bao giờ thế? Nguyên một bộ luôn đó nha. Từng biết phải làm gì rồi chứ. Thanh kẹp xuất chiêu nào. Hơi bị khó luôn á. Mình làm được, mình sẽ làm được. Không, rồi ạ. Suýt tí nữa là gấp được rồi. Mình chỉ cần gấp một. Cái này là nhiệm vụ bất khả thi luôn đó trời. Từ từ nào. À, tớ làm được rồi, cuối cùng cũng gấp được một cái. Nếu cậu làm được thì tớ cũng có thể làm được. Yay, tớ thắng rồi, tớ là người giỏi nhất. Lêu lêu chơi thua xị mạt. Kệ người ta. Ok là, thử thách tiếp theo nào. Tớ có một que kẹo xanh lá này. Mong là mùi của nó không khiến tớ xa lánh. Ngon thế, giống vị táo xanh ý. Nhưng hơi dính dính một tẹo. Tớ cũng muốn có một cái giống thế. Một quả trứng nè. Làm sao mà đút nổi quả trứng này vào mồm chứ? Hình như có cái gì đó trong này. Wow, ánh sáng gì vậy? Olivia, cậu đâu rồi? Cậu thu tớ vào đây rồi nè. Chơi gì kỳ vậy hả? Tớ xin lỗi, để tớ làm lại nhé. Chắc là lắc một tí là được thu nhở. Thoát rồi, nhưng tôi biến thành màu hồng luôn rồi nè. Que kẹo cũng biến thành hồng luôn nè. Thôi thì cho mình xin nhá. Thích thật đấy, giống như đang ăn một trái dâu mềm mềm bông bông vậy. Lần này mở của cậu trước đi. Tránh ra coi, của tớ mà. Đi mà mở của cậu ấy. Mở này. Hả, có một miếng kẹo dẻo thôi. Còn chẳng phải vị mình thích nữa chứ. Ước gì có phép thần để hô biến nhở. Ta vừa nghe ai đó nói về phép thần hả các cháu? Ta là pháp sư đến để giúp các cháu đây. Các cháu có thích món nào không? Cháu sẽ lấy chậu hoa nhé ạ. Làm sao để hóa giải vấn đề về đồ ăn của mình đây nhở? Chắc cháu sẽ lấy đũa thần ạ. Tận hưởng sự lựa chọn mầu nhiệm này nhé. Wow, hơi bị kỳ lạ đó. Nhưng dù sao thì tớ cũng có cái chậu này. Cơ mà, nếu tớ trồng thử kẹo dẻo thì sao nhở? Để thử xem nào. Chui vào đất đi nè, kẹo dẻo ơi. Có lẽ tớ cần chút nước để giúp nó mọc lên. Chắc vậy là đủ rồi. Wow, phép màu đang xảy ra thật kìa anh em. Đây là thứ tuyệt nhất trên đời tớ từng thấy á. Giờ có thêm cả đống kẹo để nhấm nháp rồi. Wow, đúng là kẹo dẻo gấu đó nha. Loại thượng hạng luôn, chứ không đùa đâu. Ok, giờ đến lượt tớ nhá. Cả một đĩa kẹo dẻo luôn. Mà mình có thêm cây đũa này nữa. Được rồi, để thử xem sao. Abracadabra. Wow, tôi có cả một ống tay kẹo dẻo luôn này. Quá trời quá đất, kẹo dẻo luôn á. Mấy bé gấu cũng xinh cực ý. Có lẽ trang phục kẹo dẻo sẽ trở thành xu hướng thời trang của năm sau đó. Giờ thử xem chúng có mùi vị thế nào nào. Ngon tuyệt. May mà tôi đã chọn cái đũa. Này, ống tay kẹo dẻo ngầu thật đấy. Xem các lớp đầy màu sắc này đi. Đây cũng là kem phủ vani luôn á. Tớ cũng chả biết nữa. Nhưng cứ ăn thử đi rồi biết. Một miếng hoàm thật lớn nào. Một miếng siêu to. Như một chiến hạm đầy màu sắc vậy.
Cẩn thận đó Joe. Đúng là kem phủ vani rồi. Nhìn ngon thế nhở? Chắc là tớ cũng có cái gì đó ngon lành luôn. $1 hả? Tôi phải làm gì với cái này đây? Chả mua được cái gì hết á. Đúng rồi. Chị ơi, bán cho em một que kem ạ. Ok bé. Ê khoan, cái đó. Không, màu tím đi. Hay là... sao cơ không tự làm luôn đấy nhỉ? Thế thì phải thử vị Việt Quất nè. Nhìn ngon quá đi. Nhưng sao lại dừng lại cơ chứ? Vị dâu tây trông cũng tuyệt biết bao. Và nó sẽ rất hợp khi đi cùng với vị Việt Quất. Cạn lời luôn. Kem bắp quế 3 tầng nè. Chắc là vẫn còn chỗ đấy nhỉ? Chưa bao giờ thấy vị này luôn á. Và đây là tác phẩm kem ốc quế của Mỹ. Ăn vui vẻ nha em gái. Ôi giời ơi. Trời Phật ơi. Sao lại có hòn đá này ở đây thế? Còn que kem của mình đâu mất rồi? Đúng là tay trắng vẫn hoàn trắng tay mà. Ôi trời. Wow. Thì ra que kem của mình đậu vào đây. Xin lỗi nha Joey. Tới trước, mở ra nào. Hình như là kẹo cao su á. Chính xác luôn nha. Một cuộn kẹo cao su nè. Trông ngon thế chứ. Ngoằm một miếng thật lớn nào. Không nhé, đừng có xin. Tôi không cho đâu. Mấy thím đâu ra vậy hả? Đi dùng cái đi. Wow, vừa mềm vừa dai. Vị táo xanh đúng là đỉnh cao mà. Wow, nhiều kẹo cao su thật đấy. Đến lần tớ. Tiếng gì vậy trời, ghét ghê. Gì chứ, tớ chỉ nhai kẹo của mình thôi mà. Thế cậu nhai khẽ khẽ hơn một tí hộ tớ nhé. Rồi, nhai bé thì nhai bé. Vẫn còn hơi lớn tiếng đấy nhé. Nhai kẹo thôi mà sao ồn thế nhở? Tôi không chịu được á. Cậu đừng làm thế nữa. Trời đất ơi, được rồi. Nếu cậu để ý nhiều thế thì tớ dừng lại vậy. Xong, tớ nuốt nó rồi đấy. Rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi. Xem mình có gì nào. Kẹo cao su, tớ cũng có kẹo cao su lên này. Lần này thì đến lượt mình rồi nhé. Ước gì có thêm kẹo cao su để ăn. Cậu đang ăn kẹo cao su bằng dao dĩa đấy à? Cái tiếng đó kinh khủng thật. Dừng lại đi mà. Cậu bị sao vậy hả? Cái này mới là tiếng ồn khiếp nhất thế giới này đấy. Cuối cùng cũng dừng. Cứ tưởng nó không bao giờ dừng chứ. Hình như tớ phải ăn thêm chút kẹo cao su nữa. Cậu đừng có mà mơ nhá. Mình phải thoát khỏi tiếng ồn này. Chạy ngay thôi. Cho chưa nhá. Đến đây nào kẹo cao su ơi. Kìa, cậu mở đi. Ok con dê. Tèn tèn. Trông tuyệt quá đi. Nhìn bát cốm này nè mọi người. Đi kèm với quá trời quá đất hồ lô kẹo dẻo luôn đó. Cầm giúp tớ với. Tớ sẽ đổ thật nhiều cốm ra đĩa. Như vậy thì hồ lô kẹo dẻo sẽ được phủ đầy cốm luôn. Lăn đi nào hồ lô ơi. Toàn màu hồng công xỉu luôn. Chén một miếng nào. Ngọt thực sự luôn đó. Ước gì mình cũng có món ấy nhỉ. Mà biết đâu thế thật. Có khi món của mình còn ngon hơn ý. Ow, cứng như đá vậy trời. Đây, cho cậu này, tớ còn nhiều lắm. Tớ thích món này hơn nè. Tớ hiểu cậu mà gái. À, mà đây là cái gì nhỉ? Không phải đồ ăn đâu, là bong bóng đó. Nào Mi ơi ơi. Wow, bong bóng nè mọi người. Thổi tiếp đi Emma ơi.
mình cứ như công chúa bong bóng ý. Mình muốn làm nổ hết đống này luôn. Cho tớ chơi thử với em à. 1, 2, 3, thổi. Trò này hay hơn là đồ ăn vặt nhiều luôn á. Và mở mắt ra nào. Món của tớ to quá nên chẳng đựng vừa nè. Hình như tớ chuẩn bị được ăn món mì nóng hổi rồi. Chuẩn luôn, nhìn hộp mì ăn liền ngon lành cành đào này nè. Thơm thật đấy, tớ thèm quá đi. Đã đến lúc cầm đũa chiến đấu rồi. Tớ sẽ gắp nhiều nhất có thể. Thật ra tớ không dành dùng đũa lắm. Cơ mà tớ mới nghĩ ra cái này hay nè. Ai cần đũa khi có thể dùng máy trộn cầm tay chứ. Yeah, cuộn hết chỗ mì đó đi bạn ơi. Chuẩn như Lê Duẩn luôn này. Đúng là một cách siêu dễ để ăn chỗ mì nóng hổi này. Ngon tuyệt của mèo. Wow, cũng ra gì đấy Thomas. Không biết mình có gì nhở. Hả, một hộp mì tí hon sao? Thực ra thì cũng đáng yêu á, nhưng có chút xíu à. Chà, có lẽ mình phải ăn với đôi đũa nhỏ này rồi. Mời cả nhà nhé. Ăn đồ tí hon đúng là khó thật, đặc biệt là với một đôi đũa cũng tí hon. Chưa bao giờ mình ăn nhiều mì như thế này luôn đó. Hết rồi, ước gì mình được ăn thêm. Thomas còn quá trời mì kìa, đi trộm của cậu ấy một chút nào. Dạ dày của mình bị cái gì thế nhở? Hình như sắp nôn mất rồi. Thôi được rồi, mình không dám đụng đến hộp mì đó đâu. Này, có mở không thế ông kia? Nghỉ chơi một tí không được hả Thomas? Nhưng tớ đang chơi mà. Wow, mình chưa bao giờ thấy thứ gì giống vậy luôn á. Nhưng mình biết phải làm gì rồi. Yum, như răng mới của mình ý. Này, Thomas. Bưu, răng sứ của tớ đẹp không? Nhìn hài dã man luôn đó. Không nhá, vậy mới là hài nha. Tớ có sao đâu, bộ hàm vẫn còn nguyên nè. Mai nó mới đau ông ơi. Úi chà, món của tớ nhìn ngon quá. Trông vui mắt chưa nè, nhìn như là bình sữa cho em bé ấy. Màu đỏ ruby, đúng gu tớ luôn á. Kẹo trong này có chua không nhở? Để nhúng vào xem nào. Phải phủ cho hết nha cả nhà. Mình sẵn sàng lắm rồi đây. Ngon quá. Thomas, trông cậu cứ như một em bé to xác ấy. Úi giời ơi, tớ đùa tí thôi mà. Wow, mẹ ơi, con muốn mẹ cơ. Đỡ hơn rồi này. Tụi trẻ con nhõng nhẽo thật đấy. Để tớ mở trước cho. Wow, bút chì vị chua. Chưa gì tớ đã chảy nước miếng rồi đây này. Kẹo này có chua lắm không ta? Dẹp đi, tớ chỉ thích đồ màu xanh thôi mà. Thế để tớ ăn hết. Trời ơi, lưỡi tớ đang khóc đây này. Cậu có sao không thế? Không gì làm khó được tớ đâu. Mà lưỡi tớ dịu lại rồi. Ôi, món này đỉnh thật sự luôn đấy. Quẩy thôi nào bà con. Cậu điên à? Thồn cứ như chưa bắt dối thế. Bái phục cậu luôn đấy. Hình như nước này tớ đi hơi sai rồi. Kẹo này đúng là mạnh thật. Giờ đến lượt tớ rồi. Này, xin chào anh bạn ngoài hành tinh. Bé xíu, cậu ấy dễ thương chưa này mọi người. À, tớ biết rồi. Thomas ơi ơi. Xin chào người trái đất. Ta đến từ sao hỏa vì mục đích hòa bình. Ủa khoan, cái dấu này có ý nghĩa gì vậy ta? Thôi kệ đi. Hình như có kẹo bên trong á. Cậu định ăn thứ đó thật hả?
Đương nhiên rồi. Thơm nồng luôn ấy. Món này ngon nghẻ đó bạn mình. Tớ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Gớm quá đi mất. Tina, cậu bị sao vậy gái? Này, đừng cắn tớ nhá. Hả? Chuyện này là có thật hả trời? Mi đã làm gì bạn tao thế hả tên kia? Ở ngoan trong đó đi, đổ ngoài hành tinh. Mình không dại động đến thứ kinh dị ấy đâu. Nào Mi, tớ mở chuốc nhá. Ta-da! Wow, cái gì thế này? Sao nó dính hết với nhau thế? Có vẻ ngon lành đấy. Wow, được đấy. Một thanh Mentos thôi sao? Chả có gì vui cả. Ăn thử một viên xem sao. Ô này, mình có ý hay cực. Trước tiên, đổ coca vào cốc. Kìa, bọt nổi lên. Tiếp theo là khoảnh khắc trọng đại. Sóng thần bọt đến rồi. Ngầu chứ hả? Wow, khoan đã, có trò hay. Đợi tớ tí nhé. Ừ được. Wow, đủ coca chưa nhở? Lại đây hộp kẹo quý giá ơi. Quẩy lên nào. Wow, nó đang sôi sục kìa. Cứ như là mình đang ngâm trong bồn tắm nóng ấy. Tuyệt vời. Ê, Sarah. Gì? Nhanh nhẩu lên, nhà báo việc. Đồ chuyên làm mất hứng. Thomas, có đám lửa đằng kia kìa. Ngốc thật. Trà xanh đúng là vị mình thích luôn á. Mà có ai lại không thích Pocky cơ chứ? Mình đúng là may mắn dễ sợ. Tớ có thấy lửa gì đâu mà. Thôi mà, tớ xin lỗi nha. Ngon hơn tớ tưởng á. Cảm giác như mùi cỏ thơm giữa ngày hè nắng chói vậy. Mơ màng gì vậy gái? Tina? Hello? Thôi kệ đi, để xem của mình là gì nào. Ta-da! Đĩa này hơi bị kỳ luôn đấy nha. Một cái bình cứu hỏa tí hon à? Ok. Và một quả ớt to đùng siêu cay hả? Ăn thử nào. Hơi nóng lên rồi đó. Ai cứu tôi với? Dập lửa đi. Không thèm cái của nợ ấy nữa đâu. Ngon quá đi. Cậu đúng là lạ lùng đó, Thomas. Tớ không đợi nổi nữa. Gì mà cười thế? Ai lại ăn mỗi một chiếc bánh quy chứ? Nghĩa là tớ có nhiều hơn đúng không? Nhìn mà khóc đi bạn tôi. Không công bằng. Nhưng không phải thế là hết. Tớ sẽ mở bánh quy ra và lấy mỗi kem thôi. Vậy là có món kem ngọt thơm tuyệt vời. Mịn như nhung. Tớ chưa bao giờ làm thế luôn. Thật là thiếu sót lớn. Mau thử đi. Được, nhưng tớ còn làm đỉnh hơn. Xin chào kem ngọt ngon. Hãy gặp người hàng xóm mới đi nè. Tớ sẽ xếp chồng kem lên nhau. Wow, cứ như một tòa nhà kem ấy. Tuyệt, đó là 100 lớp thưa quý vị. Và chỉ có một việc nữa thôi nè. Sới đê. Chà, ngọt ngon tuyệt cú mèo. Cuộc sống vốn không công bằng.
rồi cậu sẽ bị đau bụng cho mà xem. Cùng mở nào. Wow, sao tớ chỉ có một cái donut thế? Bên này thì cứ như tiệc sinh nhật. Chán thế nhở? Mà thôi kệ. Muốn ăn ngon thì phải mặc trang phục phù hợp. Dùng bữa thôi. Chuẩn rồi đấy. Một miếng hoàn hảo. Dành cho mình. Thơm ngon nức lòng. Ê, trông cậu hài dã man con ngan. Trang phục phù hợp. Nhìn tớ đi. Còn tớ đã ăn chơi thì không sợ mưa rơi. Nhìn bánh kìa. Ơ, mắm thôi. Ngon tuyệt vời ông mặt trời. Hình như tớ đang lãng phí thời gian. Nói xin chào với bàn tay donut đi. Đó, thế này mới gọi là ăn bánh ngọt chứ. Ngon quá. Thích quá đi. À, kinh quá đấy. Có thôi đi không? Nè, cậu dính ngải heo à? Oops, hình như miếng này là của tớ. Trừ một điểm thanh lịch. Ăn không? Thôi, không thèm. Tớ mở trước được không? Năn nỉ đấy. Cảm ơn cậu. Ta-da! Ngón tay hả? Tay tớ muốn chảy máu luôn rồi. Ok, cái này nhìn kinh khủng quá đi mất. Nhưng mà nó hơi bị dẻo dẻo á. Vậy có nghĩa đây là kẹo rồi. Tớ sẽ trêu Emma một chút. Luna ơi, đừng! Nhìn sợ quá đi. Ái chà, hơi bị ngon luôn đấy. Bày trò vui hơn một tí nữa nào. Tớ không dám nhìn đâu. Đã xong chưa vậy? Tớ muốn cho cậu xem cái này thôi ấy mà. Ok, trò đấy hài thật luôn. Vậy cái này ngon lắm hả? Tuyệt hơn tớ tưởng nhiều đấy. Tớ đã nói rồi mà. Thế cậu đã muốn mở chưa? Đến lúc rồi đấy. Món này trông lạ lùng dễ sợ. Hai cái này nhìn như thủy tinh á. Nhưng thực ra cái kính này là nhựa. Để xem nào. Vừa như in luôn. Giờ sao ta? Mình có nên làm một ngụm không nhở? Đừng quên đầu này nhé. Wow, nước di chuyển rồi kìa. Mọi người có nhìn thấy không? Gần tới rồi. Không bỏ công chờ đợi chút nào luôn. Cái gì cơ? Tớ không muốn uống nữa đâu. Nãy giờ tớ uống cái gì vậy trời? Tớ chẳng muốn biết đâu. Eo ơi, con mắt nào cũng dẻo dẻo thế này sao? Thôi, cứ ăn đại vậy. Cậu đùa tớ đấy hả gái? Không phải con mắt thật đâu. Nếu thật thì sao mà tớ có thể cắn được chứ? Tớ không quan tâm đâu, nhìn vẫn thấy ghê. Emma ơi, oản tu tí không? Woohoo! Miếng này nhỏ tẹo luôn á. Thế cậu thì sao? Tớ còn chẳng có miếng nào luôn ấy chứ. Wow, hình như tớ có nguyên một cái bánh luôn. Nhìn đống xúc xích đó kìa cả nhà. Gấp đôi phô mai nữa nè. Bắt đầu bữa tiệc ngon lành này thôi. Sao cậu ấy lại sướng thế nhở? Thôi thì mình cứ ăn cái miếng bé xíu chán òm này vậy. Chúc ngon miệng nhá. Trời ơi, nhìn cậu ấy bảo kìa. Tay tớ, mỏi quá đi thôi. Kệ cậu chứ, ít nhất thì tớ cũng có đồ ăn. Cưa, cái miếng phô mai này có nhỏ đi tí nào chưa vậy? Bong bóng nè, xinh thật sự. Đến lúc nào mình mới được thổi bong bóng đây? Trò này vui thực sự. Tớ không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu nữa.
Cái gì? Ôi thôi, Emma ơi, Emma, dậy đi. Cái gì thế? Bảo phô mai đến nỗi ngủ gật luôn hả? Đến lúc đánh chén phần thưởng siêu to của mình rồi. Phô mai béo ngậy ngon quá. Chắc cậu ấy sẽ ăn lâu lắm nhỉ. Này, cậu trước đi. Chà, ok là. Một trái dâu tây sao? Đúng lại trái cây mà tớ thích luôn. Nhưng thế nghĩa là cậu có nhiều hơn. Ôi, sợ đó nha. Nhỡ đó là một cánh đồng dâu tươi. Thế thì càng tốt chứ sao nữa. Tớ không hề nghĩ đến cái này. Tiệc nhúng sô-cô-la bắt đầu. Dâu tây ơi, tới đây nào. Nhúng dâu vào đây. Và nhúng nào. Ủa quá trời sô-cô-la nè. Tớ nhúng của tớ nữa nhá. Cảm ơn nha. Quá tuyệt luôn ấy. Dầu thơm quá luôn nè. Dầu ngọt hơn tớ tưởng luôn đấy. Rồi thì nhúng thêm nào. Liệu mình có nhúng được 100 lần không? Wow, làm thế cũng hơi bị lâu đấy. Thôi, chắc tớ cứ chờ ở đây. Có mail mới không nhở? Ôi thôi. Mình ngủ bao lâu rồi ta? Wow. 99 và 100. Vậy hóa ra là nhúng 100 lớp sẽ ra thế này. Mâm thôi. Áo. Thứ này cứng như đá. Ô kìa, vỡ ra đi. Mặt cậu hài quá, phải chụp lại mới được. Làm 100 cái nào, cố lên. Chắc em không làm nổi đâu ạ. Cứ tiếp tục đi Sophia. Em có muốn tăng cơ hay không hả? Đừng có mà than thở nữa nhé. Lên nào. Đổ mồ hôi thế này có bình thường không ạ? Sắp xong rồi. Mình cứ như sắp chết đến nơi ấy. Ok rồi, nghỉ 5 phút nhé. Khó thật sự luôn. Khát quá à. Xin lỗi nhá. Ủa khoan, cái này là tạ đó hả gái? Đây là hai cục kẹo to đùng cơ mà. Cậu làm gì thế? Đợi tí nhé. May cho cậu nhá, tớ mang hai cái cơ. Đây này. Đây là cục tạ đỉnh nhất tớ từng thấy á. Chắc là tớ sẽ ăn bên này trước. Wow, chưa gì miệng mình đã chảy nước miếng rồi. Hương mâm xôi á. Thầy đến kìa. Wow, chuẩn rồi đó các em, tiếp tục đi. Đồng hồ đang chạy này các cô nàng. Đây đúng là cách cực hay để lén mút kẹo đó. Oh yeah, chuẩn rồi nha. Buổi tập này đỉnh quá đi. Ok, cậu mở đi. Tụi mình mở chung cho vui. Ta-da. Tớ trúng tủ vòng này rồi cả nhà ơi. Còn mình chỉ có mỗi một miếng á. Sarah không ăn nổi từng đó đâu. Nhưng tớ có thể thử mà. Buồn thật đấy, muốn khóc luôn. Không còn tí vụn bánh nào cả. Hay là mình lén lấy một miếng nhở? Thôi đi. Màn này sẽ hơi bị mệt mỏi đây. Wow, tớ chưa từng thấy cái gì như vậy luôn á. Cậu đúng là một con ma đói. Nhưng giờ tớ đã làm ma no rồi nha. Miễn là cậu vui là được. Phải nắm bắt lấy mọi cơ hội chiến thắng chứ. Ê gái, tớ trước nha. Rõ rồi. Yay, tuyệt chưa này bà con. Một cái bánh kem dưa hấu khổng lồ á. Xem tớ có gì nào. Hả? Đống hạt nhảm nhí này hả? Cậu định làm gì với cái đĩa hạt đó thế? Thôi, tớ cắt bánh dưa hấu của tớ đây. Một nhát hoàn hảo nè. Và giờ là tiết mục nếm bánh. Cái bánh này đúng là một kiệt tác.
Miệng tớ chưa gì đã đầy nước bọt rồi. Yum, ngon muốn khóc luôn. Cái đó là sô-cô-la hả? Tớ biết nên làm gì rồi. Tớ sẽ tự trồng đồ ngọt để ăn. Dù sao thì đây cũng là hạt giống mà. Và giờ là nguyên liệu ma thuật. Ta-da! Mấy cái hạt này chắc khát khô rồi nhở? Giờ xem nó mọc nào. Nhìn xinh xẻo phết đó nha. Hình như quả chín rồi đấy. Xanh ghê. Và... mọng nước dã man luôn. Em Mao ơi. Ừ, cậu ăn thử một quả đi. Bài thể dục này vui dễ sợ. Ai lại không thích lắc vòng cơ chứ? Mình phải nghỉ một chút mới được. Và đương nhiên là chóp chéo tí quả vặt nữa. Không ai để ý hết. Hay là lén cắn một miếng nhở? Ngon quá đi. Chưa gì đã nếm được vị rồi đó. Ăn hot dog thì phải có tương cà nhé. Nào, em đang làm gì ở đây thế? Em biết rõ luật rồi mà. Tí nữa là cắn được. Ghét tiết thể dục ghê. Chờ đã nào. Mình có thể giấu mấy món này mà. Đầu tiên hãy bỏ tay cầm đi nào. Rồi luồn dây vào mấy cái ống nhựa này nhé. Dùng cục xúc xích ở giữa đi. Đâm vào chỗ này và đẩy xuyên qua phía bên kia nhé. Đừng quên đầu dây còn lại đấy. Hãy dùng thử bé dây nhảy xúc xích này nào. Hiệu quả thật này. Em đang tập thể dục đấy ạ. Cố lên nhé, chó cưng. Cô không nghi ngờ một chút nào luôn này. Chào xin protein. Hả? Những bộ não đói nghĩ ngợi cũng giống nhau nhỉ. Được rồi, chả chắc chắn sẽ ngon đây. Trong lúc chờ thì ăn một xíu. Anh David. Gì? Em cũng muốn có đồ uống. Nhưng mà... Ừ, được chứ. Trong này có bột pha sô-cô-la nóng nè. Mom, kẹo ngon hết chảy luôn. Yeah, lấy cái này xuống đi. Ủa, gì vậy trời? Em ăn hết kẹo hả? Nào nào, đưa ngay cái kẹo đó cho anh. Nói thật đấy. Đưa đây ngay vào luôn, có nghe không hả? Anh mày không đùa đâu. Anh bực mày lắm luôn đấy. Nhưng mà kẹo. Rồi, thích kẹo thế thì anh trả này. Thôi nín đi. Yay, cảm ơn David. Hay quá, thế là mình chả còn một cái kẹo nào. Ok, không nhìn thấy con bé, lẻn vào nhanh thôi nào. Mình sẽ lấy gói kẹo xô xẻo mà mình cất ở đây bấy lâu nay. Yes, ăn một miếng kẹo là vui cả ngày, tuyệt vời ông mà trời. Anh David, cho em ăn kẹo xô xẻo mới, tí mà. Thôi cầm luôn cả gói đi. Nhỏ cầm rồi, nhưng đó lại nằm trong kế hoạch của mình. Vì trong khi con bé mải ăn kẹo, mình còn có thể ăn vụng theo phong cách đẳng cấp. Mình đã lấy một tuýp kem đánh răng và bóp hết kem ra. Chào bạc hà kìa. Ok, tuýp đã rỗng rồi, hãy cất kem đánh răng đi nhé. Và thì chuẩn bị một bát kẹo xô dẻo khác. Mình sẽ nhét kẹo vào trong tuýp vừa như yên luôn nhá. Giờ chỉ cần đóng nắp lại là xong màn cải trang rồi các bạn à. Và giờ khi muốn ăn kẹo xô dẻo thì mình đã có sẵn tuýp tiện lợi này rồi. Ngon, ăn trong hồi hộp còn ngon hơn bình thường ấy chứ. Ngon quá. Nào nào, dừng bước ngay. Em không được mang đồ ăn thức uống vào đây. Nhưng snack của em. Phải làm sao bây giờ? Hả? Cái gì kia nhỉ? Đúng rồi, có cách hay với bình cá rồi. Xong xuôi, có túi spread đây. Rồi, trông y như nước. Và chú cá mẩm dẻo thơm nữa. Bơi đi này cá nhỏ. Đây là cá cưng của em đó. Dễ thương quá, bé vào đi. Em và cá nhỏ cảm ơn chị. Đợi anh một chút xíu. Làm một mụn nào. Spread cá tuyệt vời ông mặt trời.
Này, em đang làm... anh nhầm. Chắc mình lãng tay rồi. Suýt thì bị phát hiện. Lại nữa đây này, âm thanh đó. Thế là mình nghe thấy tiếng uống nước. Lần này mình sẽ bắt quả tang con bé. À ha, khoan, em đang làm gì thế? Đừng, đừng ăn cá sống. Ôi không. Ôi chà, thế mình uống tiếp vậy. Chị ấy có nhìn thấy mình không? Cơ hội của ta đã đến rồi. Nghe thấy rồi. Nghe gì ạ? Chị vẫn canh chừng em đấy. Chán, phải làm sao bây giờ? Ăn vụng một miếng thôi. Xin chào người bạn thơm ngon. Ôi thôi, chị ấy bên cạnh. Biết nghe em đang rình mò làm trò mà, thôi ngay. Sao rồi? Hai, cậu cũng đến đây để khám răng hả? Chào cậu. Mà khoan đã. Cậu đúng là cứu tinh. Wow, chưa có ai gọi tớ thế bao giờ cả. Có lẽ thứ này sẽ giải quyết vấn đề của mình. Được rồi, đã có đồ chỉnh hàm giả. Măm măm xét chút nào. Ăn thật ngon mà không ai biết. Này, em đang làm gì đấy hả? Không ạ, đây là đồ chỉnh hàm của em thôi. Hả? Thôi miễn em không ăn là được. Chỉ có em và đồ chỉnh hàm, không ăn gì. Mọi người sẽ trầm trồ với bữa tối tuyệt hảo này cho xem. Mình toàn dùng những nguyên liệu tươi ngon thôi nhá. Có vẻ gà chín rồi đây nhỉ. Chắc sẽ ngon lắm. Thành gà bóng đêm mất rồi. Nhưng chắc vẫn ăn được. Để mình sửa lại xem nào. Sao đồng hồ không đổ chuông chứ? Mày chơi bẩn tao hả cái đồng hồ xấu xa này. Nghĩ xem phải làm gì đây. Biết rồi này, mình quá thông minh luôn. Alo, tớ muốn gọi giao món tới nhà. Cảm ơn nhá. Nhanh quá, cảm ơn anh nhiều nhá. Thơm hơn hẳn gà của mình luôn. Cái bánh này mới đẹp làm sao. Bỏ lên đĩa là y như mình làm luôn. Khách tới rồi. Anh nấu gì mà thơm thế ạ? Cho em sao? Anh tự tay nấu đấy. Hơi nóng, cẩn thận nhá. Bị rời ra tùm lum rồi. Thì cũng hơi hơi. Thôi, em ăn đủ rồi ạ. Nhưng ngon lắm anh. Để em chỉ anh một mẹo nhá. Sẵn sàng chưa này? Lấy một cái bánh tortilla và cắt một nửa như thế này. Sau đó đặt các nguyên liệu lên mỗi góc phần tư. Có thể là topping hoặc gia vị. Sau đó gấp mỗi góc lại thế này. Gấp lần lượt nha. Lần cuối này, ngon lành. Không lo, rơi khỏi bánh nữa rồi. Đây, ngon quá phải không nào? Anh sẽ không bao giờ ăn taco kiểu cũ nữa đâu. Sao mà làm hết đống này được đây nhở? Được rồi, mình hiểu chỗ này nè. Cái bút chì dở hơi nè. Chán hết cả người, mình không hiểu mình đang làm cái gì luôn ý. Ít ra thì ly cà phê này cũng mạnh quá trời. Thôi, tập trung nào. Ủa bà con, mình biết đáp án của câu này nè. Để tính xem. Chắc đáp án là B rồi. Uống thêm cà phê thôi. Tỉnh cả người luôn.
mặt mũi mình díu hết cả vào rồi. Mình không có thời gian để mệt đâu. Phải mở mắt ra. Bài của mình ướt sũng luôn rồi. Toang cả rồi. Tại mình hậu đậu quá. Uống thêm cà phê nào. Sao lộn xộn vậy trời? Cậu đổ cà phê lên bài tập đấy à? Khổ thân chưa? Ước gì tớ giúp được. Cơ mà tớ giúp được đó nha. Đưa ly đây cho tớ. Nắp hộp bim bim của tớ vừa như in luôn nè. Khỏi lo bị đổ cà phê nữa nha bạn mình. Làm tiếp thôi. Đừng. Ơ, cà phê không đổ nữa rồi. Lily vừa cứu mình một màn thua trông thấy luôn. Còn giữ ấm nữa nè. Ước gì cậu ấy giúp mình được học giỏi hơn nữa thì hay nhở. Dừng đi anh bạn. Tiệc này có luật cấm đồ ăn nước uống. Ôi trời, anh ấy đuổi bạn kia vì mang đồ ăn. Nhưng mình phải làm gì với chỗ kẹo này đây? Không bỏ được. Hay là ăn hết bây giờ nhỉ? Ngon xỉu. À, mình sẽ giấu ở đây. Cho vào tay áo và biết tất. Ok, ổn rồi đấy. Nhập tiệc quẩy tưng bừng nào. Để xem nào. Em có mang đồ ăn nước uống gì không? Em đùa anh đấy à? Anh thấy kẹo rồi nhé. Kẹo nào? Đây chỉ là phụ kiện cho trang phục Hawaii thôi. Lượn đi cho nước vào trong. À, sao anh ấy không tin mình chứ? Này, chờ một chút. Nhưng mà mình có thể dùng vòng hoa. Ok, đầu tiên mình sẽ đặt vòng hoa xuống bàn. Đó, giờ thì tách toàn bộ hoa ra. Bye bye hoa nhé. Ok lạ, đó là bông cuối. Giờ thì mình có dây cho vòng hoa. Mình sẽ trải nó ra bàn cho dài và phẳng như thế này. Tiếp theo, xin giới thiệu giải kẹo sặc sỡ đẹp nhất của đất. Mình sẽ xếp theo sợi dây như thế này nè. Chuẩn, và giờ thì lặp lại cho đến hết sợi dây luôn nhé. Quá trời kẹo luôn, ngon xỉu. Giờ thì gấp các đầu này vào bên dưới. Mình cần uốn chúng thành ruy băng được treo trên sợi dây. Ok, hãy bổ sung thêm kẹo nhé. Kẹo ngon là tuyệt nhất. Sau đó tất nhiên mình phải lấy chỗ hoa vừa nãy ra. Để nhìn nó giống như vòng hoa thực sự. Mà cũng đẹp đấy. Ok, trông rất ổn áp rồi đó. Thử xem có bị phát hiện không. Tuyệt, nó đã trở thành một chiếc chân váy xinh. Mình thật thông minh. Chào anh, em vào nhập tiệc được không ạ? Em chính là cô gái lúc nãy. Để anh nhìn em cho kỹ đã nhé. Ok, rất chi là ổn. Nhưng trước tiên uốn người quá già. Em làm được mà. Yay, vui quá. Ôi trời đất, khó dã man ý. Mình cần chút kẹo tiếp năng lượng mới quẩy được. Đố ảnh biết được. Ngon dã man. Giờ thì mình đã có năng lượng để quẩy bay nóc cả đêm. Quẩy lên nào anh em ơi. Thôi nào. Chờ em một chút ạ. Cần cấm theo hướng này ư? Đó là cổng USB thông thường mà. Những đứa trẻ ngày nay cứ nghĩ chúng biết hết về công nghệ. May quá. Được rồi. Vậy đây là cách mà Hack Queen có được sức mạnh siêu phàm. Và đó là tất cả bài của em. Em về chỗ được rồi chứ? Mọi việc không thể tệ hơn được nữa. Cô ơi, cho em ra ngoài một chút ạ. Thôi nào Lana, bình tĩnh lại xem nào. Đang ở đấy thì chỉ có đi lên thôi nhỉ. Mình sẽ rửa tay để trôi đi buổi sáng tệ hại này. Cẩn thận cái tay áo. Lana, xắn tay áo lên nào. Thật thà trời. Hóa ra mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn nữa. Giá mà tay áo ướt là mốt thời trang nhỉ. Hy vọng là không có ai thấy nó. Khổ nhanh lên xem nào. Ôi, đây là cảm giác không thoải mái nhất. Không gì tuyệt bằng một ngụm cà phê nóng. Và đống rau củ này đang gọi tên mình. Mì ống đã xong chưa nhỉ? Mình không muốn nó bị mềm quá đâu. Đầu tiên là găng tay, sau đó là cái nồi. Tới ngay đây. Mình không cần cái chao đâu nhỉ? Thế này cũng được việc chán. Hoặc là không. Thật hả trời. Đó là tất cả số mì ống mình có. Mình đoán salad sẽ là món duy nhất tối nay. Bữa... Tự dưng sao mình đói cuồn cào nhỉ? Khoan, cây bút chì, tất nhiên rồi, nếu đó là kẹo thì sao ta? Yes, mình sẽ tận hưởng cái moment này. Hả?
cậu ấy đang làm cái khỉ gì thế kia? David thôi. Hả? Gì? Ăn không? Tớ muốn ăn bút chì không á? Bút chì? Đúng. Tớ tưởng tượng nó là thức ăn vì đang đói quá. Ôi David, đây để tớ cho cậu xem bút chì của tớ khác thế nào nhé. Tớ sẽ bắt đầu với sô-cô-la như mọi lần. Rồi tớ đặt một viên lên thìa và lấy máy sấy tóc. Dùng máy sấy tóc thổi cho sô-cô-la chảy ra. Rồi cầm lấy một chiếc bút chì. Cậu có thể dễ dàng lấy cục tẩy ở đầu ra. Tớ sẽ nhét một cái ống nhỏ vào đầu của cây bút chì. Như vậy, tớ có thể đổ sô-cô-la đã tan chảy vào bên trong. Nhìn kìa, sánh mịn thơm ngon. Nhưng phải để cho kẹo khô lại nhé. Ta-da, tẩy sô-cô-la trên cây bút chì nè. Cậu có theo dõi cách làm không đấy? Mong là có. Nè, cho cậu cây này. Wow, cảm ơn Madison, cậu là số 1. Hết nước chấm, đã có miệng lắm lắm luôn. David đừng, nào, phần còn lại thì vẫn là bút chì thông thường thôi. Ôi đúng, tớ lại quên mất, sorry. Và thêm một nữa nha. Có thắc mắc gì không? Tỉnh lại nào các em. Dạ em tỉnh. Rất là tốt. Giờ nhìn kỹ nha. Thấy chưa? Các em sẽ phải làm mấy món này. Giờ lăn vào bếp nào. Ok là triển thôi má. Ủa, sao nữa ta? Tớ không làm theo sách đâu. Cứ nghe theo lời tổ tiên là được. Ủa gì đấy? Không ăn gian nha. Kệ cậu chứ. Tí hí một xíu chắc là không sao nhỉ. Ôi không, ly của cậu ấy. Đỡ được rồi, đỡ được này. Tuyệt. Có ai nhìn thấy không ta? Mình sẽ xu nó luôn vậy. Mà nó có vẻ tiện đấy. Đầu tiên là chồng đồ ăn lên này. Sau đó đục lỗ bằng cái ly. Giờ đến bước hay ho này. Dưới trứng lên nha. Và thêm chút bột. Một tẹo nữa. Và đến giờ chiên nè. Xem ẻm sôi xèo xèo nè. Cắt một phát nha. Giờ hãy tận hưởng món ngon béo ngậy này thôi. Nhớ chấm sốt nữa đấy. Thầy ơi, em xong rồi ạ. Và bỏ dụng cụ xuống nào. Món gì tuyệt vời quá vậy. Đỉnh của chóp. Cực kỳ xịn sò. Em cũng thấy mình làm xịn ạ. Vẫn đang làm đấy à Liam? Ủa? Lần sau tớ sẽ làm cho cậu một chiếc. Món đó ở đâu trong sách vậy ta? À, đến với bữa tiệc. Giờ thì ngồi chờ khách thôi. Yeah. Cậu muốn vừa ăn vừa chờ không nè? Sao lại chỉ có màu vàng thôi vậy? Tiệc này cũng có xanh lá mà em à. Thấy không? Giờ ổn áp hơn rồi. Cậu nghĩ xanh lá hay hơn à? Màu vàng mới là nổi bật nhé. Xanh lá. Chuẩn. Vậy á? Tới luôn nè. Tớ cũng sẵn sàng rồi đây. Cậu đã chắc chưa nào? Dịch cái tô ra chỗ khác xem nào. Bất công quá đi. Màu vàng kinh lắm em à. Không. Xem cậu đã làm gì kia kìa. Khiếp. Chà, trò này vô ích thật đấy. Cờ mà. Biết rồi nhé. Cậu muốn kết hợp hai màu lại không? Đầu tiên là nấu chảy màu xanh lá này. Và rồi thêm chút heavy cream vào. Khi đã được trộn lên thì hãy đổ nó vào ly nằm nghiêng nhé. Cẩn thận đừng để nó tràn ra nha. Sau đó thêm màu tiếp vào. Để lạnh và thưởng thức thôi. Ngon lành. Có ai thèm ăn món gì đó ngọt ngào không ta? Kẹo chanh trong ly đây này. Ngon miệng nhé cả nhà. Đúng rồi má. Cậu chỉ cần múc ra như vậy thôi. Vậy thì dùng thìa. Giờ quẩy lên nào. Công như vậy ư? Mẹ sắp về đến nhà rồi. Mẹ sẽ giết mình khi thấy đống bừa bộn này mất. Nghĩa là chỉ còn một cách. Phải dọn dẹp ngay thôi. Và điều đầu tiên đó là phải lau nhà. Thưa bà con. Này, sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Eo ơi, làm ơn không phải đi mà. Ta
sắt ướt là thứ tồi tệ nhất trên đời. Chà, dù gì thì cũng phải tiếp tục thôi. Cảm giác kinh quá. Làm được rồi, ý thì toang. Giờ là lúc trò vui bắt đầu. Sàn nhà cần được cọ rửa kỹ càng. Thể dục kiểu này cũng tốt đấy. Wow, thế mà mình cứ nghĩ là sắp xong rồi. Mấy thứ này cũng phải sạch sẽ nữa. Mang găng tay vào và bắt đầu thôi. Chán quá đi mất. Đẩy nhanh tốc độ lên một chút được không? Cuối cùng cũng xong. Đợi chút đã. Sao lúc nãy mình không thấy nó nhỉ? Cứ như việc dọn dẹp không bao giờ kết thúc vậy. Chà, mùi thơm quá đi mất. Với cá là vị của nó còn tuyệt hơn nhiều. Ôi trời, sốt cà chua, không mắm bẩn, đúng không? Cảm ơn nhé. Cái áo mới toanh của mình. Chắc phải mang yếm lên mất thôi. Khó thật sự luôn, chọn chiếc này đi. Thèm ăn nãy giờ luôn đấy. Vị xịn sò dã man luôn. Trời ơi, chỉ là sô-cô-la thôi mà. Im lặng nào cả lớp. Chào thầy. Là sô-cô-la sao? Em biết luật mà. Thật luôn ạ? Em cứ tưởng thầy đùa chứ. Cấm đồ ăn đó. Sao em lại không biết điều đó chứ? Vứt ngay cho tôi. Dạ vâng. Và mấy cái trên bàn nữa. Nhưng thế thì phí lắm. Dạ vâng. Thầy vui chưa ạ? Đừng có lừa tôi. Lấy hết trong túi ra đây. Bất công quá đi mất. Hình như vẫn còn nhỉ. Thấy có gì đó sai sai. Em chả biết thầy nói gì luôn ạ. Y như tôi nghi ngờ. Ủa, sao thầy làm hay thế ạ? Phải vứt vào thùng rác thôi. Tội chưa? Sao cậu vui mừng thế hả? Cậu cần cái này nè. Ngon xỉu luôn má. Cậu làm cái gì thế? Là kẹo đó. Để tớ cho cậu xem nè. Lấy cục tẩy khỏi cây bút chì nha. Rồi nhét đuôi bút chì vào ống hút. Cắt ống hút đi. Và chỉ chừa một đoạn ngắn lại thôi nha. Tiếp theo cậu cần nến đấy. Làm trải kẹo gấu bằng nến nè. Hãy dùng thìa kim loại nhé các bạn. Hãy đợi cho đến khi gấu dẻo chảy hoàn toàn. Rồi đổ kẹo lỏng vào ống hút nè. Đừng để rơi chút nào nhé. Hãy đợi cho đến khi kẹo lỏng đặc lại. Sau đó lấy ống hút ra nhé. Wow, cho tớ cây bút chì đó đi. Cảm ơn cậu. Wow, ngon xỉu luôn. Em đang ăn đó hả? Ăn được hả ta? Chả hiểu mấy đứa nhóc này luôn.